Các đại biểu dự hội thảo đều nhìn nhận thực tế số lượng doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam còn tương đối thấp và việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp còn khiêm tốn. Đầu tư công và tư nhân của Việt Nam vào khoa học công nghệ ở mức 0,5% GDP, thấp hơn 5 lần so với tỷ lệ đầu tư vào khoa học công nghệ trung bình trên thế giới là 2,23%. Việc hợp tác giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học còn hạn chế. Ở đây thì là nó có các yếu tố từ hai phía. Nếu chúng ta nhìn vào phía doanh nghiệp thì thực sự là chỉ có các cái doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn mới có các cái bộ phận R&D rồi các viện nghiên cứu. Còn các doanh nghiệp nhỏ hơn thì hiện nay không có cái đầu tư đúng nghĩa cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nên là cần phải tận dụng các cái nguồn lực từ phía các trường đại học, các nhà nghiên cứu. Đối với các nhà khoa học cũng vậy. Nếu như chỉ nghiên cứu cơ bản thì đấy là nghiên cứu dài hơi. Nhưng nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội thì phải có cái bài toán là đặt hàng. Trong khi đó, nguồn lực từ khối doanh nghiệp tư nhân rất lớn và rất nhiều dư địa. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần thu hút nguồn vốn tư nhân trong phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà khoa học. Điều đáng mừng là nhiều doanh nghiệp đang ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc đầu tư trong lĩnh vực này. Cái vấn đề khó khăn lớn nhất của ngành tôm Việt Nam hiện nay đó là tỷ lệ nuôi thành công trong ngành, và tất cả cái này nó đều dẫn đến cùng một cái bài toán cần phải giải quyết, đó là việc ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng các hiểu biết mang tính khoa học nhiều hơn vào trong cái ngành nghề này. Và chúng tôi đang rất là kỳ vọng, đó lý do tại sao mà hôm nay chúng tôi có mặt tại Đại học Quốc gia Hà Nội để tham gia vào một cái chuyên đề rất là cụ thể, đó là làm thế nào để kết nối, làm thế nào để giao lưu và làm việc với các cái viện trường hàng đầu tại Việt Nam để đưa ngày càng nhiều cái ứng dụng mang tính khoa học hơn, những cái công nghệ mà nó mang tính vượt trội hơn vào trong cái ngành của mình. Tại hội thảo, bản đồ cơ hội đầu tư hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam đã được ra mắt. Bản đồ nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và các bên liên quan thông tin thị trường để định hướng dòng vốn và các hoạt động theo các chủ điểm đầu tư và mô hình kinh doanh phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.